lộ diện đại gia mới của bóng đá Việt, chi 10 triệu USD năm xây dựng đội bóng, mời ông Park Hang-seo làm cố vấn. Câu lạc bộ bóng đá này đang chuẩn bị được ra mắt và sẽ tham gia thi đấu các trận lượt về giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2024. Mới đây, fanpage câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh, Bắc Ninh FC đăng tải thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo đã đồng ý làm cố vấn cấp cao của đội bóng này. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bắt tay ngay vào công việc vào dịp đầu năm Giáp Thìn 2024. Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh được thành lập dựa trên đề án phát triển bóng đá Nam tỉnh Bắc Ninh tại quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2024 đến 2030. Trong đó, công ty cổ phần bóng đá Bắc Ninh sẽ là đơn vị chủ quản của đội bóng này. Theo thông tin trên cổng đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần bóng đá Bắc Ninh được thành lập vào tháng 12 năm 2023 và có trụ sở tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1977. Sau một quãng thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch, Bắc Ninh FC đang chuẩn bị được ra mắt và sẽ tham gia thi đấu các trận lượt về giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2024 diễn ra từ ngày 28/3 ngày 8 tháng 6 năm 2024 tại sân vận động thành phố Từ Sơn. Theo tiết lộ, đội bóng này cũng sẽ nhận được khoản đầu tư khoảng 10 triệu USD năm, khoảng 243 tỷ đồng để duy trì hoạt động. Đồng thời đang tiến hành sửa sang sân vận động Từ Sơn và lên kế hoạch xây thêm một sân vận động mới cùng Học viện bóng đá trẻ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, công ty cổ phần bóng đá Bắc Ninh sẽ chi toàn bộ kinh phí chênh lệch theo hợp đồng chuyển nhượng, thuê, các chế độ, tiền công, lương, dinh dưỡng, thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên theo quy định, nếu có, chi kinh phí chuyển nhượng vận động viên, thuê huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài, kinh phí chênh lệch đi thi đấu, tập huấn trong nước, nước ngoài và các khoản chi khác không có trong quy định chi từ ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp này cũng sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, các điều kiện phục vụ đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức, phối hợp tập huấn, thi đấu giao hữu cho đội bóng tại các giải trong, ngoài nước và tổ chức các giải bóng đá của tỉnh hàng năm. Trước mắt, câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng khi đưa về những cầu thủ có tên tuổi của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Quang Tình, Đào Duy Khánh, Nguyễn Minh Nhật, Đào Nhật Minh, Âu Văn Hoàn, Lê Sĩ Minh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Hồng Sơn. Dẫn dắt đội bóng Bắc Ninh là huấn luyện viên Ngô Quang Trường, cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tham vọng của câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh là sớm giành vé lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia và xa hơn là V-League. Trước đó vào ngày 6 tháng 12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần bóng đá Bắc Ninh, địa chỉ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ tài trợ thực hiện đề án phát triển bóng đá Nam tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024 đến 2030. Nội dung chính được thống nhất ký kết bao gồm tên gọi, logo, đội bóng đá Bắc Ninh, nguồn lực bảo đảm, cơ sở vật chất, kinh phí tài trợ, cơ chế vận hành cho các đội tuyển bóng đá Nam tỉnh Bắc Ninh và phối hợp triển khai thực hiện đề án phát triển bóng đá Nam tỉnh Bắc Ninh tại quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2024 đến 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm kinh phí chi trả tiền công, lương, tiền dinh dưỡng và các chế độ khác đối với huấn luyện viên, vận động viên, thuê chuyên gia theo quy định, triệu tập, lựa loại, quản lý toàn diện công tác đào tạo, huấn luyện các đội tuyển tỉnh, triệu tập các đội tuyển tỉnh tham gia thi đấu giải quốc gia, giải quốc tế nếu có, tổ chức giải bóng đá tỉnh, đăng cai tổ chức giải quốc gia khi đủ điều kiện, chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, thi đấu hàng năm, giai đoạn trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp, hỗ trợ công ty cổ phần bóng đá Bắc Ninh trong thực hiện công tác xã hội hóa thể dục thể thao, phát triển bóng đá trên địa bàn tỉnh và phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Công ty cổ phần bóng đá Bắc Ninh cam kết tài trợ các đội tuyển bóng đá tỉnh Bắc Ninh, chi toàn bộ kinh phí chênh lệch theo hợp đồng chuyển nhượng, thuê, các chế độ, tiền công, lương, dinh dưỡng, thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên theo quy định, nếu có, chi kinh phí chuyển NHUNGVDV, thuê huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài, kinh phí chênh lệch đi thi đấu, tập huấn trong nước, nước ngoài và các khoản chi khác không có trong quy định chi từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, các điều kiện phục vụ đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức, phối hợp tập huấn, thi đấu giao hữu cho đội bóng tại các giải trong, ngoài nước và tổ chức các giải bóng đá của tỉnh hàng năm. Đẩy nhanh việc tuyển chọn, chuyển nhượng cầu thủ để tiến hành thành lập đội bóng đá Bắc Ninh tham gia thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia trong năm 2024. Bên cạnh đó,
chủ trì thực hiện bóng đá chuyên nghiệp trên cơ sở nội dung đề án phát triển bóng đá nam của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ theo đề án được phê duyệt, thành lập câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, xây dựng học viện bóng đá theo quy định của pháp luật và quy chế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nội dung được hai bên ký kết sẽ là cơ sở quan trọng giúp hiện thực hóa đề án phát triển môn bóng đá nam của tỉnh theo hướng toàn diện và bền vững.